Bây giờ thì thời tiết bắt đầu chuyển xuống lại nhiệt độ, và bây giờ tôi nghĩ bây giờ nhiệt độ bây giờ còn khoảng 16 độ và trời bắt đầu mưa lâm thâm, cộng với gió hơi ngược nữa. Hôm nay sẽ là một hành trình khá vất vả đấy. À, ta tới địa phận Quảng Bình. Thì tôi tranh thủ nghỉ một tí và đường thì gió rất là to nên nó dài hơi mệt. Hôm trước tôi mới kiếm được một món mà độc tinh mà hôm nay tôi mới dùng. Hôm trước tình cờ đi qua bên thì chỗ đấy là ngay sát cửa khẩu nên ra là mọi người bán đồ nhập rất nhiều. Hôm nay mà may mắn là kiếm được cái này. Hôm nay có độc tinh thì đạp thoải mái rồi, không phải sợ. Uống cái đâu phê đấy à? Nay em tới Đồng Hới mà gió mát quá. Gió mát. Quá mát rồi. Ôi. Hôm nay là thế này là còn đỡ rồi đấy. Hôm trước nó còn mưa cơ. Ôi. Ngày qua là mưa, ngày qua mưa. Sáng nay đang mưa mà em đi nay nó mới hết này. Mà nó hết mưa xong nó gió mới lạnh à? Bây giờ cũng 14, 15, 16 độ à? Giá cơm giá là con mát nữa. Chấp nhận rồi chị. Giờ không ra biết sao giờ, đâu được về ăn Tết đâu. Để đang dự đoán xem nó đi về. Dạ. Ở trong Tết à? Dạ, em Sài Gòn ra. Đi Sài Gòn. Dạ. Đó xem mà về thì máy bay mà về thì. Làm gì có tiền đi máy bay đâu, cũng phải đạp xe về. Dạ. Dạ chị. Dạ. Cái gì ạ? À? Đi từ trong kia đây hao tiền xăng lắm. Sao bên kia đường mà ra đây hay này? Dạ biết chưa? Mình có Google Maps mà. Thế nào bây giờ? Đường nó chỉ có một cái đường quốc lộ 1, em cứ đi thẳng quốc lộ 1 thôi. Đúng không? Đạp thế này mỏi chân không? Đạp mãi thì quen thôi mà. Anh đạp xe 15 năm rồi. Thì thôi bye bye mấy đứa nhá. Anh đi đây. Ok ok, cảm ơn mấy đứa nhá. Bye bye.
em đào về đây em cảm tưởng anh như đang em vừa đi Bình Thuận đấy. Đi cái đường quốc lộ 1A là gió kinh khủng luôn. Đi thẳng quốc lộ 1 hay là có đi đường cánh đồng không? Em đi đường 1A ấy, đường mới ấy. Rồi. Gió kinh khủng, mai sau mới để ý xong đi vào đấy mà đường này nó là lạ. Xem ra hóa ra đường quốc lộ mới ạ. Đường đó nó xa hơn nhiều. Rồi. Em đi trong Huế cơ. Em đi trong Huế không? Đấy là em dầm mưa đi luôn mà. Đi từ bên Lăng Cô sang Huế là mưa nguyên luôn từ đấy luôn. Về đây là bắt đầu thấy có không khí Tết rồi. Nhà thờ tắm to à? Ngày xưa là nó kéo dài từ bờ sông ra cái này luôn anh. Phê ạ, mày gió ngược phê thật. Không khác thì hôm em đi từ Phan Chí qua Phan Giang cũng y hệt thế anh luôn. Ở cửa biển phê quá. Nhưng mà ủa, trong khách sạn luôn này. Giá tiền đây là cái một cái kinh nghiệm của nó. Còn ở chị nào trong kia đây. Đây, ngồi đọc được anh ạ. Cái này là bánh khọt anh. Cái này là bánh khoái. À, bánh khoái. Trời lạnh mà được uống cà phê nóng thì còn gì bằng. Bao nhã luôn. Làm việc vừa có cà phê có khoai ăn nữa. Cảm ơn em nhé. Hành trình hôm nay của tôi thì là một hành trình cũng khá là gian nan và nó cũng tương tự như cái hôm mà tôi đi từ Phan Rí qua Phan Giang với chặng đường cũng xem khoảng 70 km. Và chỉ khác một điều là ở Phan Rí với Phan Giang là tôi được trải nghiệm nắng và gió, thì khi đến đây tôi được trải nghiệm rét và gió. Cũng là do một phần là không để ý kỹ đường nên đậm ra là nghĩa là tôi sẽ phải đi theo đường quốc lộ 1 thì nó sẽ rất là dễ dàng, nhưng mà đến đấy không ngờ, không để ý một cái sẽ nhầm sang đường tránh mới, quốc lộ 1A mới, thì nó đi dọc qua những cồn cát thì rất là gió và rét, cũng không có nhà dân để nghỉ ngơi nữa. Thế đến cho đến lúc mà khi tôi phát hiện ra được thì tôi đã đi lúc đấy là chỉ còn cách khoảng 14 km nữa là tới thành phố Đồng Hới, nên tôi quyết định đi tiếp chứ không rẽ xuyên sang để đi về quốc lộ cũ nữa, vì đang đi đường này đẹp quá rồi, chịu khó tí để trải nghiệm nốt. Thì sau khi đến khách sạn thì được một anh bạn anh dẫn đi ăn lòng vòng quanh Đồng Hới, cũng được thưởng thức mấy món, như là một món bánh gì đấy, nó khá giống bánh xèo nhưng mà cái cách làm bột nó khác. Sau đấy trải nghiệm thử cái món xôi gà ở đây. Cũng khá là vui. Bây giờ thì có lẽ là tôi sẽ tranh thủ nghỉ ngơi để chuẩn bị tiếp cho hành trình ngày mai. Vậy nên xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của tôi nhé.